bà con thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì với clip này mình quay bà con xem về bơ thường, bơ ghép và bơ bút ở vựa trái cây thu mùa Đắk Lắk. Thì với cái vựa bơ của mình bên trái cây thu mùa Đắk Lắk á, thì chuyên cung cấp sỉ lẻ các loại bơ theo mùa và các loại trái cây khác theo mùa. Thì bà con nào có nhu cầu mua sỉ hoặc mua lẻ thì vui lòng gọi điện thoại, số điện thoại dưới. Thì đây là hai cái quả bơ ghép. Thì hai quả bơ này tới 2 trái 1,8 kg. Đó, bà con xem à. 2 trái 1,8 kg. Thì với cái hai quả bơ này á, bà con xem à. Nó rất là đơn giản nhưng rất là nặng đó, nguyên một cây bơ của nó luôn á. Thì bơ này hái về là đóng thùng và gửi đi luôn. Thì gần đây bà con chúng ta ai cũng sợ cái tính vấn đề về thuốc, bơ nhúng thuốc. Thì hầu như bà con chúng ta bây giờ tất cả các loại trái cây đều sợ thuốc, nhưng riêng bên trái cây thơm mùa lắc á luôn cung cấp sản phẩm sạch, sạch 100% từ vườn hái về là gửi đi luôn. Thì đó là cái việc mà bà con nhu cầu của chúng ta về vấn đề thuốc bên bơ sáp Đắk Lắk. Thì cái vấn đề mà bơ sáp Đắk Lắk á, hiện tại rất nhiều loại bơ nhưng mà con muốn lựa chọn được bơ sáp rất là khó. Như ở clip khác á, mình quay trước á, mình coi quay cho bà con xem á, thì đó là một vấn đề khó khăn và chọn bơ sáp. Thì đây, khi đây mình quay hết toàn bộ cái lô hàng mà nông dân chúng ta hái về vườn đó, trái rất là đều, xanh và đẹp á. Thì gần tới mùa rộ của bơ rồi nên cái clip này mình quay cho bà con xem á. Ai có nhu cầu mua bơ hoặc ăn bơ á thì vui lòng gọi số điện thoại dưới để được cung cấp những cái trái bơ sạch, không thuốc, không chất bảo quản, từ cây hái xuống và nông dân chúng ta đem đóng vào thùng luôn. Thì bên trái cây thơm mùa Đắk Lắk quay clip này toàn cảnh thứ nhất á, là về bơ tại vựa, và cái thứ hai nữa á, khi mà bơ ở trong bao nông dân người ta hái về đổ ra nó sẽ được như xanh đẹp như thế nào và đóng vào thùng luôn. Thì bà con cứ theo dõi cái clip này đi, mình sẽ quay cụ thể luôn. Đây là mình đang cân hai cái bơ, hai trái bơ này 2 trái 1 kg á. Thì bắt đầu vào rộ rồi nên bơ chúng ta có rất là đa dạng kiểu, 2 trái 3 trái 4 trái 1 kg. Thì ai có nhu cầu mua loại nào size nào á, thì bên trái cây thơm mùa Đắk Lắk có những loại đó. Thì để phục vụ cho bà con nông dân á, thì mình có 3-4 phương án để đóng hàng bằng khay nhựa, bằng thùng, bằng bị và thùng xốp. Thì bà con nào có nhu cầu đóng thùng hàng như thế nào, đi xa đi gần thì có những cái cách đóng khác nhau. Thì đây, đây mình quay cái lô bơ khi người nông dân này tới bán nè. Đó, mình vua đã hái đổ bao đó, đổ ra hết luôn. Đây thì nó đổ ra cũng hơi lâu nên bà con cứ theo dõi để nhận biết được cái bơ sáp là bơ như thế nào. Thì đây tí nữa mình sẽ cắt cho bà con xem về những cái bơ sáp để con biết được những cái bơ nó khi nó màu xanh này mình rô mình mua thì mình sẽ rối, mình không biết mua cái nào cái sáp, cái nào bơ không sáp. Thì cái việc đó luôn luôn đáp ứng cho bà con nông dân của chúng ta. Thì với cái việc mà lựa chọn bơ sáp á, sẽ thích hợp á, thì bà con nhất yêu cầu những cái da. Thứ hai bà con cắt vào cái ruột, cắt sao mà khi mà cái da chúng ta khít thì khít á. Đây mình cắt hết, bà con nông dân là cắt hết này. Bạn xem này, hết và bao ra đổ ra. Thì bà con cứ theo dõi clip này, thì vài bữa mình sẽ quay clip hướng dẫn bà con về cách lựa chọn bơ sáp khi mà chúng ta mua vô vựa, mua làm quà hoặc mua một cái khu trái cây á, chúng ta không biết lựa sao cái bơ cho ngon. Thì bà con cứ đăng ký kênh đi, vài bữa mình sẽ quay cách lựa chọn bơ sáp cho ngon. Còn clip này rất là dài nên bà con cứ đăng ký kênh và theo dõi hết toàn bộ clip về cái quy trình mà đổ bơ, mua bơ, đóng bơ và xúc bơ đi. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này.